Chào tất cả mọi người, mình là Vân Linh. Chào mừng các bạn đến với podcast Cốc Cốc Cốc, Vân ơi mở ra. Ngày hôm nay của mọi người như thế nào? Có chuyện gì vui hay buồn không? Hôm nay thì mình có mặt ở đây để cùng với các bạn tâm sự, chia sẻ về một chút về vấn đề mà chắc hẳn đang để lại cho các bạn rất là nhiều các khúc mắc. Đó chính là cách để vượt qua giới hạn của bản thân. Vậy thì bây giờ hãy cùng ngồi lại đây với mình để giải đáp cái khúc mắc ấy nhé. Việc tự đặt ra cho mình một giới hạn, một rào cản cho bản thân mình sẽ bắt đầu từ hai khía cạnh, khách quan và chủ quan. Khía cạnh khách quan đó chính là đến từ những lời nói ở xung quanh bạn, bạn bè và người thân xung quanh bảo rằng bạn không thể nào đạt được đâu, đừng cố gắng làm gì cho phí sức ra, đừng mơ mộng viễn vông nữa. Đó thực sự là những lời nói vô cùng tiêu cực, kéo tâm lý của bạn xuống và khiến bạn chùn bước, không dám thực hiện những ước mơ, những điều mà bạn đã mong muốn từ lâu. Chúng khiến bạn sẽ không thèm cố gắng hay là nỗ lực nữa. Và khía cạnh thứ hai, đó chính là khía cạnh chủ quan. Đây là điều quan trọng hơn hết, bởi vì theo mình thì bất cứ điều gì cũng nằm ở quyết định của bản thân. Chúng ta tự gieo rắc vào đầu mình những cái suy nghĩ rằng mình đời nào có thể chạm được đến điều đó. Nó thực sự quá sức đối với mình, nó thực sự quá là nhiều rủi ro. Rồi, lỡ nếu mà không thành công, không suôn sẻ thì mình sẽ gặp cái này, sẽ bị cái kia thì sao? Rồi, nếu mà thất bại thì mọi người sẽ nhìn vào đó mà chê cười. Chúng ta sợ hy vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng bấy nhiêu. Những cái suy nghĩ đó đã vô tình khiến bạn tự tạo ra cho mình một cái vỏ kén mà bạn cứ mãi nhốt mình trong cái vòng tròn thoải mái đó, không dám bứt phá, không chịu trải nghiệm. Rồi để cuối cùng, ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước. Bạn cứ nghĩ rằng, thôi, cứ sống như hiện tại là đã quá đủ rồi, thử sức lên làm gì cho phí sức ra. Và có lẽ một điều mà bạn chưa biết được, đó chính là khi mà bộ não của bạn cho rằng bạn đã thực hiện được hết khả năng của mình nhưng mà vẫn chưa thành công, thì hãy dừng lại đi. Thì có nghĩa rằng bạn chỉ đang thực hiện hết 40% sức lực mà bạn có thể đạt được. Bạn e ngại với những chướng ngại vật, bạn sợ hãi trước những chông gai trước mắt. Đúng là bất kỳ nỗi sợ hãi nào cũng đều có thể trở thành sự thật. Nhưng mà có thành công nào không phải đánh đổi bằng những rủi ro? Vượt qua giới hạn của bản thân, đương đầu với thử thách là nền tảng đầu tiên để thành công. Cuộc sống này thật sự không có giới hạn, mà chỉ có chúng ta tự đặt ra những giới hạn cho chính bản thân mình. Có hay không chúng ta nên một lần thử mạnh dạn thoát khỏi cái vùng an toàn để khám phá bản thân và làm nên những điều phi thường. Đừng để đến một lúc nào đó mà bạn phải ước rằng giá như mình có thể cố gắng sớm hơn. Đừng để một lúc nào đó mà sự cố gắng trở thành thứ duy nhất mà bạn có thể lựa chọn. Điều đáng sợ không phải là khi bạn biết khả năng của mình kém, mà điều đáng sợ đó chính là bạn biết rõ khả năng của mình kém mà vẫn không chịu cố gắng, vẫn lựa chọn một lối đi an toàn, không bứt phá được cái bản ngã của bản thân. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được không có gì tuyệt vời hơn thế khi mà bạn quyết định vượt qua rào cản của chính mình. Bạn tự vẽ ra cho mình một cái vòng tròn và nhốt bản thân bạn ở trong đó. Bạn cứ quanh quẩn và nghĩ rằng đó là giới hạn của bạn. Bạn không dám bước chân ra khỏi vòng tròn giới hạn đó vì bạn sợ đối diện với những sự mới lạ, sự bất an. Và rồi, bạn sẽ an phận với cái vòng tròn an toàn của chính mình suốt cả cuộc đời. Không biết là các bạn ở đây đã từng được nghe đến cái thứ gọi là vòng tròn thoải mái hay chưa nhỉ? Nếu mà chưa, mình sẽ giới thiệu qua ha. Nó sẽ gồm có 3 vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất được gọi là vòng thoải mái. Tiếp đến là vòng lo âu tối ưu. Và vòng ngoài cùng, đó chính là vòng sợ hãi. Nếu mà bạn đặt những cái mục tiêu của mình ở vòng sợ hãi thì nó sẽ khiến bạn sợ hãi đến mức không thể làm gì được và bạn phải chịu rất là nhiều rủi ro. Đặt mục tiêu ở vòng này khiến cho những cái mục tiêu của bạn trở thành mục tiêu bất khả thi, khiến bạn lo lắng hơn là có động lực. Còn nếu mà bạn đặt mục tiêu ở vòng lo âu tối ưu thì có thể là nó sẽ hơi khó và quá sức mình. Nhưng mà bạn biết là bạn có thể làm được và bạn sẽ nỗ lực hết 100% hay thậm chí là hơn cả thế nữa. Bạn biết mình cần phải làm gì, cần phải phát triển, bổ sung, khắc phục điều gì. Còn nếu mà bạn đặt những mục tiêu của mình ở vòng thoải mái thì những mục tiêu đó chẳng đem lại cho bạn động lực hay khát khao nào cả.
bởi vì đó cũng chỉ là những mục tiêu đơn giản bình thường mà bạn vẫn thường làm hàng ngày. Bạn chỉ làm theo những gì mà trước đó bạn vẫn thường làm, cũng chẳng có gì khác hơn. Nếu mà bạn muốn có được những thứ mà bạn chưa từng có thì bạn bắt buộc phải làm những điều mà bạn chưa từng làm. Vậy thì nếu bạn thực sự bước ra được khỏi cái vòng tròn thoải mái của bản thân thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình tin chắc rằng những thứ mà bạn nhận lại được sẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã nỗ lực và cố gắng. Bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức mới, những kỹ năng mới, những trải nghiệm mới và cả những mối quan hệ mới. Không những vậy, bạn còn có thể tích lũy được cho bản thân rất là nhiều kinh nghiệm sau những lần thất bại nữa. Việc cứ mãi sống an nhàn sẽ khiến năng suất làm việc của bạn bị giảm sút. Bạn sẽ dần hài lòng với những gì mà mình đạt được và bạn sẽ mãi sống với những thành tựu ở trong quá khứ. Và trong cuộc sống thì bạn sẽ dần mất đi những cái động lực, khát khao và ý chí vươn lên. Còn khi mà bạn cố gắng tìm tòi những điều mới lạ, bạn bước ra được khỏi cái vòng tròn an toàn của bản thân, thì bạn sẽ phát huy được tối đa năng lực của mình. Bạn luôn muốn khám phá, luôn muốn trải nghiệm những điều mới, luôn đòi hỏi một mức độ cao hơn trong công việc, luôn đặt cho mình một câu hỏi rằng còn cách nào để thực hiện tốt hơn được nữa hay không? Be the change that you wish to see in the world. Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới. Bạn thấy đó, mình không hề nói sai có phải không? Những thứ mà bạn nhận lại được khi mà bạn cố gắng để vượt qua được bản ngã của bản thân sẽ rất là nhiều và chúng thực sự quý giá. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta phải bứt phá và chạm tới điểm giới hạn. Đó là khoảnh khắc mà chúng ta nhận ra rằng việc giải thoát bản thân trước một tình huống khó khăn để khám phá những điều mới lạ là đáng giá. Hãy luôn nhớ rằng nếu mà nơi đang đứng hiện tại không phải là điểm đến cuối cùng, những điều tuyệt vời vẫn sẽ luôn chờ đón bạn khi mà mình mạnh dạn thay đổi. Thử ví dụ nhé. Nếu như mà bạn đang làm một công việc dễ dàng nhưng mà nó lại khiến bạn không mấy hứng thú, công việc đó sẽ đem lại cho bạn một mức lương thì khá là ổn định nhưng mà bạn luôn luôn cảm thấy chán nản, không có động lực, không hề hứng thú khi thực hiện công việc, không cảm thấy thoải mái khi làm việc trong môi trường đó. Nhưng mà bạn biết rằng bạn có thể tìm lại được sự hứng thú cho bản thân khi mà bạn làm một công việc khác, mặc dù mức lương thì không có ổn định bằng công việc trước, nhưng mà bạn chắc chắn một điều rằng đó sẽ là một công việc khiến cho bạn có thể dùng hết 100% năng suất làm việc của mình để thực hiện nó. Bạn sẽ cảm thấy say mê, cảm thấy nhiệt huyết khi mà được làm việc trong một cái môi trường mà bạn chưa từng được trải nghiệm trước đây. Và sau đó bạn sẽ được thốt lên rằng thật sự không cần gì tuyệt vời hơn. Liệu bạn sẽ lựa chọn công việc thứ hai hay không? Và bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Mình đã cũng từng là một người e ngại những thử thách. Mình luôn mong muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách nhàn hạ và yên bình hơn là nỗ lực và sau đó là bị thất bại. Trong cái giai đoạn vừa rồi, đối với mình nói riêng và đối với những bạn sinh năm 2003 nói chung thì đây có thể được gọi là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của một đời người, đó chính là thi đại học. Và trước đó thì mỗi người chúng ta cần phải lựa chọn cho mình một cái ngành học, một ngôi trường phù hợp, một cái ngành học phù hợp với lại đam mê, sở thích và cũng như là khả năng của bản thân. Và hiện tại thì mình đang là một sinh viên của ngành truyền thông đa phương tiện trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thú thật với các bạn thì cái mong muốn, cái ước mơ, đam mê đó của mình ban đầu không được ba mẹ mình thật sự là ủng hộ. Gia đình mình thì mong muốn mình theo học một cái ngành sư phạm hoặc là một ngành ngôn ngữ nào đó ở một trường đại học gần nhà. Tại vì mình là con một, ba mẹ mình muốn mình đi theo một cái con đường đó dễ dàng hơn, để cho mình có thể bước chân vào 4 năm đại học một cách mình không phải nỗ lực quá nhiều. Nhưng mà mình đã không lựa chọn đi theo cái hướng đi dễ dàng đó mà ba mẹ đã vạch sẵn ra cho mình. Mà khi mà mình đã xác định mình chỉ có đam mê với ngành truyền thông mà thôi và ước mơ trở thành một biên tập viên, thì mình đã phải cố hết sức để đạt được điều đó. Và tất nhiên là nó chẳng hề dễ dàng chút nào cả. Mình đã trải qua một giai đoạn khá là khó khăn, thực sự là khó khăn, để có thể đạt được cái thành quả như ngày hôm nay, được đi theo ước mơ của mình. Khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội, khó khăn trong việc thuyết phục gia đình, khó khăn trong việc đi theo đam mê. Thú thật thì lúc đầu mình đã từng có cái suy nghĩ bỏ cuộc và theo học một ngành học an nhàn. Mình đã đăng ký thi học bổng ở FPT
nhưng mà mình chỉ đăng ký với một cái tâm thế là thi cho vui, thi để thử sức mình mà thôi. Bởi vì lấy được học bổng thì lúc đó suy nghĩ của mình không phải là một điều dễ dàng. Mình sẽ chẳng thể nào mà đạt được đâu, nó thực sự là quá sức đối với mình. Thôi thì cứ đi theo con đường dễ dàng mà ba mẹ đã đặt sẵn cho nó khỏe. Và cho đến khi mà sau khi thi đại học xong, mình vẫn trải qua một kỳ thi bình thường. Và mình cứ mãi trăn trở cho mình về việc đi tìm cho mình cái đam mê thật sự. Và cuối cùng thì mình đã có một cái câu trả lời xác đáng cho câu hỏi đó. Đó chính là mình nhận ra rằng mình không thể hứng thú hay mà có thể cố gắng học bất cứ một ngành học nào mà mình không thích, mà nó chắc chắn chỉ có thể là truyền thông mà thôi. Sau đó thì mình đã quyết định ôn thi học bổng trong một thời gian rất là gấp, hình như là chỉ có một tuần. Và cuối cùng thì mọi cố gắng của mình đã được đền đáp. Mình đã nhận được mức học bổng 50% của trường đại học FPT. Và rồi mình đã được quay lại tiếp tục thực hiện cái ước mơ đó của mình. Mình đã trở thành một sinh viên của trường đại học FPT. Cái cảm giác mà việc vượt qua được cái vỏ kén của bản thân thực sự là rất là tuyệt. Mình được học trong một môi trường mà mình đã mơ ước từ lâu, mà đã có lúc mình tưởng chừng cái cảm giác này chỉ có thể được gặp ở trong mơ mà thôi. Và bạn thấy đó, ước mơ sẽ mãi chỉ là một mong muốn viển vông khi mà mình chỉ dám mơ nhưng mà không dám thực hiện. Khi mà mình chỉ dám mơ nhưng mà mình lại quá e ngại, lại lo sợ, lại nản chí. Và còn một chuyện nữa, đó là mình của những năm cấp 3 thực sự không phải là một người quá là năng nổ hay là tham gia rất là nhiều những cuộc thi, mà là mình e ngại, mình lo sợ, mình sợ đứng trên sân khấu, mình e ngại thử sức với những thử thách. Mình luôn luôn sợ, mặc dù mình biết là mình luôn luôn sợ bị đánh mất cơ hội, nhưng mà khi cơ hội đến thì mình lại không lựa chọn. Mình lại đưa ra quá nhiều những lý do như là nếu mà tham gia thì mình sẽ rất là mất thời gian, rồi mình cần thời gian đó để học tập, để trau dồi thêm những kỹ năng khác. Rồi nếu mình năm lớp 10 thì mình lại nghĩ là cái thời gian đó thì mình cần để học hơn, tại vì năm lớp 10 là mình vừa bước vô cấp 3 nên là chưa quen. Còn năm 11 thì mình lại biện cớ cho bản thân mình rằng kiến thức lớp 11 rất là khó, mình cần thời gian để học tập. Và qua năm 12 thì mình lại tiếp tục viện ra một cái lý do, đó là mình cần thời gian để ôn thi, để thi cái Trung học Phổ thông Quốc gia là cuộc thi quan trọng nhất, nên là mình lại không tham gia bất cứ một cái gì cả. Mình cho rằng thì nếu mà tham gia những cái đó thì mình sẽ gặp rất là nhiều chướng ngại vật. Và đó là những cái suy nghĩ mà bây giờ khiến mình nhìn lại thấy chúng thật sự là rất là đáng cười. Và vừa rồi thì mình đã quyết định tham gia vào câu lạc bộ truyền thông gốc Sài Gòn. Thời gian trước đó thì mình cũng đã có tìm hiểu qua vào câu lạc bộ. Và mình đã quyết định rằng một khi mà mình đã xác định là mình sẽ có đam mê, mình sẽ thực hiện được hết những cái dự định của mình, thực hiện được hết những cái dự án cùng với anh chị, thì ngay sau khi mà câu lạc bộ truyền thông gốc Sài Gòn mở form đăng ký tuyển thành viên thì mình đã đăng ký liền mà không một chút do dự như là mình trước đó nữa. Và mình đã trải qua những cái thử thách bằng hết sức mình để vượt qua. Và cuối cùng thì bây giờ mình đã trở thành một thành viên của câu lạc bộ truyền thông gốc Sài Gòn. Và mình nghĩ để trở thành một thành viên của gia đình gốc Sài Gòn, trong đó mình còn nhận được một chút yếu tố may mắn nữa. Và mình nghĩ là sự may mắn đó chính là một cái món quà nhỏ mà ông trời đã dành tặng cho mình, dành tặng cho những cái nỗ lực của mình, dành tặng cho quyết định thoát khỏi những rào cản mà trước đây mình vẫn thường quan trọng hóa chúng. Và kết quả cho quyết định đó chính là mình của hiện tại đang rất nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng để thực hiện những dự án cùng câu lạc bộ, được trải nghiệm những điều mới, được học tập rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị, đặc biệt là sự hào hứng khi thực hiện project Cốc 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 Vân ơi mở ra cùng với các anh chị và các bạn trong team Lucy. Có thể là sẽ có rất nhiều deadline và bận rộn đó, nhưng mà sẽ không có thời gian để xem phim. Mình sẽ phải bớt đi cái thời gian để lướt TikTok, để lướt Facebook. Nhưng mà mình cảm thấy khi mà mình được làm những cái điều mà mình yêu thích, mình cảm thấy rất là vui và thật sự là rất là sảng khoái. Bởi vì đó là những điều mà mình đã phải nỗ lực để được, phải phấn đấu để được trải nghiệm, để được thực hiện mà. Tại sao lại uổng phí nó chứ?
mình của hiện tại thực sự đang có 100% năng lượng để thực hiện các project cũng như là các dự định trong tương lai. Có thể là những thành tựu mà mình đạt được không hẳn là quá to lớn, nhưng mà đối với mình lại cảm thấy rất là vui và tự hào. Vui vì mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân, vui vì chính mình được cho mọi người thấy rằng những quyết định của mình đều là đúng đắn. Và bạn cũng vậy, bạn cũng là một ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng đó. Mình tin chắc là như vậy. Vì thế, để được tỏa sáng hết những cái khả năng của mình, hãy cố gắng vượt qua những rào cản mà chúng ta đã tự đặt ra cho bản thân. Và rồi bạn sẽ thấy được những thứ mà bạn chưa từng được thấy trước đây. Bạn sẽ được trải nghiệm những điều mới, những điều thực sự rất là tuyệt vời. Những giới hạn được sinh ra là để phá bỏ mà. Vì vậy, hãy thành thật với đam mê, với những giá trị cốt lõi của bản thân mình. Biết được bản thân mình đang ở đâu để cố gắng tốt hơn. Tự tin khẳng định bản thân, khám phá hết những khả năng mà mình có thể thực hiện được. Hãy lên kế hoạch cho những sự thay đổi để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Can đảm, dám chấp nhận rủi ro, dám đương đầu với thử thách, bứt phá mọi giới hạn để vươn tới những điều tốt đẹp hơn là điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống luôn không ngừng thay đổi. Nó không chỉ thay đổi cái hoàn toàn bản thân của bạn, mà còn đem đến cho bạn một nguồn động lực để bạn tiến gần hơn đến với thành công từng ngày. Từ nãy đến giờ thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về việc vượt qua giới hạn của bản thân mình rồi. Chắc hẳn là các bạn đã cũng rất là mong chờ cho phần tiếp theo của podcast ngày hôm nay mà phải không? Mình mong rằng phần tâm sự vừa rồi của mình sẽ đem đến cho các bạn nguồn động lực để các bạn đưa ra được cho mình những quyết định đúng đắn nhất trong những thời điểm bế tắc nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và bây giờ hãy cùng thưởng thức ca khúc Con đường tôi cùng với bạn Long Bùi và Phúc Lê để đem lại cho mình những nguồn năng lượng tích cực nhé. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đồng đầy, một khát khao luôn rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đau nhưng trong ngày ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. No, ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. No. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang dần cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đau nhưng trong ngày ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Bỏ lại sau lưng cho con tim dẫn lối tôi đi tìm. Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đau nhưng trong gai
time for me to raise my voice. Now is the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn đó những trong ngày.